Mời quý vị khán giả cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục Bạn có biết. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục tìm hiểu về những thông tin mà không phải ai cũng biết về lịch sử của Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Và sẽ bắt đầu từ lịch sử của một ngôi trường đại học tại thành phố. Và trong các cái cơ sở đào tạo y khoa của thành phố thì phải nói rằng có một trường là niềm tự hào của ngành y tế khu vực phía Nam, đó là trường Đại học Y khoa Sài Gòn, nay là Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, trường được tọa lạc tại số 27 đường Trần Quý Cáp, nay là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, đường Võ Văn Tần, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh ngôi trường này thì còn có một tên tuổi của trường đại học khác cũng rất là nổi tiếng, có bề dày, tuy nhiên là không phải ai cũng biết. Đó là Đại học Dược khoa, hay còn gọi là trường Dược khoa Đại học Đường, nay là Đại học Dược Sài Gòn. Đại học Dược Sài Gòn thì tọa lạc tại số 41 đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện với Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nếu như mà Khánh Huyền để ý thì sẽ thấy rằng là xung quanh trường Đại học Dược Sài Gòn thì toàn là những cái khuôn viên rộng bao la. Và đây lại là cái khúc đầu của đường Đinh Tiên Hoàng. Nó gắn liền với một chi tiết rất là đáng chú ý trong lịch sử của thành phố. Đó là trước năm 1963 thì Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Dược thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Nông nghiệp, thì những cái khuôn viên này nó nằm trong một cái khu đất là một tòa thành cổ, đó là thành Cộng Hòa. Đây là một tòa thành do Pháp xây dựng để bảo vệ khu trung tâm thành phố, và tòa thành này đã bị phá hủy trong một cuộc đảo chính chính quyền Ngô Đình Diệm vào năm 1963. Khi ấy thì nơi đây đang là đại bản doanh của lữ đoàn bảo vệ phủ tổng thống. Và sau khi mà thành Cộng Hòa bị phá bỏ thì một phần khu đất trống của tòa thành này được giao cho các trường đại học thời bấy giờ, đó là Đại học Dược Sài Gòn, Đại học Văn Khoa, nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, và Cao đẳng Nông Lâm Xuất, nay là Trường Đại học Nông nghiệp 2. Như vậy là qua cái chi tiết này chúng ta cũng biết thêm một cái thông tin là cả ba trường đại học này đều tọa lạc trên đường Đinh Tiên Hoàng từ năm 1963 trở về sau. Và trước năm 1975 thì khu vực xung quanh trường Dược Sài Gòn chính là một khu làng nhộn nhịp của các trường đại học. Và thời ấy đường Cường Để, nay là đường Đinh Tiên Hoàng và Tôn Đức Thắng, lúc nào cũng nhộn nhịp những tà áo dài của các nữ sinh của các trường như là Dược Sài Gòn, Đại học Văn Khoa hay là Cao đẳng Nông Lâm Xuất. Và tương tự như là đường Duy Tân của khu vực Hồ Con Rùa, đường Cường Để thời ấy cũng là một con đường tình thơ mộng của Sài Gòn xưa.